Hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người bay Playcam để cảm nhận được cái dự án Công Ích Quận 4 và Phú Mỹ Chợ Lớn có những cái tiềm năng nào và có những cái tiện ích như thế nào mà nhiều khách hàng gọi là sở hữu tại khu này, và gọi là tình hình mua bán nhà đất ở khu này khá nhộn nhịp. Tất cả cư dân ở đây về ở cũng gần 90% rồi, rất là nhiều cái cửa hàng quán nè, rồi rất là nhiều cái tiện ích mà xung quanh khu vực này gọi là rất là sầm uất nha quý anh chị. Và một cái vị trí rất là đẹp mà hôm nay Phước Sửu giới thiệu đến quý anh chị, đó là một cái lô đất với một cái diện tích cực kỳ đẹp. Diện tích là 7 x 19. Một vị trí rất là đẹp nha. Và từ cái vị trí này thì cách cái chung cư Belaza tầm khoảng 50m thôi. Một khu vực rất là an ninh nè, dân trí cao nè. Đường trước nhà thì đường lớn 16m nên là xe hơi tránh nhau rất là thoải mái, di chuyển rất là gần. Và cái lô đất nằm trên cung đường là 2C, một vị trí rất là đẹp. Ở đây thì khi mà quý anh chị sở hữu lô đất này thì có thể xây dựng là 1 trệt 3 lầu sân thượng. Và cái quy cách xây dựng là phía trước mình xây dựng hết luôn và được chồi ban công ra 1m2 so với vỉa hè. Và mặt sau thì mình chừa giếng trời. Pháp lý của lô đất này là sổ hồng riêng là cầm tay nha quý anh chị. Sổ đã có, chủ nhà đang cầm ở tay ở nhà luôn, không có vay ngân hàng. Và đặc biệt lô đất này là được ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70-75% giá trị của lô đất luôn. Như mọi người nhìn thấy thì hai bên lô đất thì rất là nhiều nhà xây dựng rồi. Và có những cái cửa hàng, những cái tạp hóa và những cái tiện ích xung quanh tại khu vực. Một lô đất rất là đẹp luôn. Chủ nhà đang thiện chí muốn bán. Quý anh chị để sở hữu lô đất này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Và bây giờ Phước Sửu sẽ cùng với mọi người khám phá về khu dân cư này để biết khu dân cư này đẹp như thế nào và kết nối như thế nào nha. Khu dân cư Công Ích Quận 4 nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông rạch Dơi nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát. Có gió, có nước, có cây luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Khu trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn, rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Reason Mall, Co-op Mart, Big C. Gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế RMIT nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm thấy giác sẽ là yên tâm hơn và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7 và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4 và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7 x 19, 4 x 18, 5 x 16, 5 x 20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay. Tất cả đã có sổ đỏ nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay. Phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu là một nơi lý tưởng cho khách hàng, một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích Quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu. Hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích Quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.